Song Hàng Nhập xin chào cả nhà. Trong cái clip này thì em giới thiệu với các bác một con iRobot Roomba hàng của Mỹ. Bên em thì chủ yếu là chuyên bán về các cái dòng iRobot Roomba này, vì trong quá trình bán một thời gian thì em cảm nhận được cái dòng này nó là cái dòng bền, lành, thông dụng, nhiều đồ, dễ sửa chữa. Cho nên là bán cái dòng này để phục vụ các bác. Con này là có cái mã là 860. 860 các bác nhé. Đấy. Riêng về nói về độ hút của các cái dòng iRobot Roomba này thì nó là đỉnh cao về sạch, hút cực sạch luôn, sử dụng đơn giản, rất là lành, linh kiện sẵn, chiều ngang của nó đây các bác này. Đấy. Về hình thức máy thì còn khá là đẹp, màu đen, hộp rác đây ạ, hộp rác này, rác này thì phải cầm hai tay lôi ra nhé, cầm hai tay lôi ra, có quai sách này. Yeah. Trên máy thì có các cái nút bấm về các cái chức năng, nút này là về đốc sạc này, ấn nút này là tự động về đốc này. Đấy. Đấy, nó lệch cái vị trí này, chèn thật vào đây. Cái này các bác để cố định đằng sau này cho nó vào vị trí cố định. Nó sẽ đánh góc vào. Đấy, nhận sạc. Đấy, nút đấy là nút về sạc này. Nút thứ hai này là nút chỉnh giờ này. Chỉnh giờ các bác nhé. Chỉnh giờ trong giờ thì bác ấn giờ và phút ở đây. Đấy. Ok. Nút thứ ba này là nút hẹn giờ. Hẹn giờ thì có các cái ngày chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đấy. Chỉnh các cái ngày giờ. Về máy thì hình thức thì còn rất là đẹp. Chổi quét là em thay mới rồi nhé. Hai bánh xe này, con lăn này. Hai con lăn này nó mua cũng rất là nhiều, bán đầy trên mạng có hơn 100.000 thôi, 150, khoảng 150.000. Chổi này 50.000 một chiếc này. Con lăn này, bánh xe, hộp rác, pin. Pin thì em đã thay mới rồi nhé. Pin con này rất là tốt. Em đã test thử chạy ở nhà thì con này nó chạy vào khoảng khoảng đâu đó tầm tiếng rưỡi đến 2 tiếng gì đó, áng áng khoảng như vậy. Đấy, nó cũng tùy từng nói chung là cứ đảm bảo cho các bác là 1 tiếng. Nó cũng tùy vào từng điều kiện hút. Đấy, năm sản xuất là 2017 này. Rất là mới nhé. 2017 mã 860 này. Đấy, một con model đời rất là cao. Đẹp. Này. Chức năng đầy đủ, test chạy ngon lành cho các bác. Con này thì em bán là 4.500.000, đi kèm một cái lọc rác sơ cua này, một cái chổi sơ cua, một bộ đốc sạc, hết pin tự về sạc nhé, hết pin tự về sạc và cảm biến chống rơi cầu thang. Tức là đi ra đến mép cầu thang là máy sẽ dừng lại thôi. Này. Nó chạy thử các bác một tí nhé. Máy chạy rất là êm khỏe, hút sạch, đảm bảo không sạch, không lấy tiền, cực sạch luôn các bạn. Hút mọi ngõ ngách, gầm giường. Đây, giờ em sẽ bấm cái nút này cho bài đốc này. Hút mọi ngõ ngách, gầm giường, gầm tủ, cực sạch luôn, nhà sạch bóng, không còn một hạt bụi nào luôn. Đấy. Hết pin thì máy tự động về sạc. Đấy, đang về đấy. Có thể nhận. Ở máy này thì em bảo hành cho các bác là trách nhiệm 3 tháng nhé. Trong 3 tháng có vấn đề gì thì các bác alo, em sẽ có trách nhiệm. Tuyệt đối các bác không được hút vào nước nhé. Đấy. Không được hút vào nước. Hút vào nước là nó sẽ phun lên các cái phần mạch, sẽ dẫn đến hỏng máy. Pin con này em đã test rồi, rất là tốt, hút khỏe. Đấy. Các bác nào lấy các bác alo nhé. Chào các bác.